gái cá tính nhất showbiz Việt. Họ sẽ cùng trải qua hành trình 48 giờ bên nhau. Chị đánh đi chứ. Nhưng mày tăng động sao á đứa. Lẹ đi mày ơi, thất bôi tới rồi. Nếu vượt qua, các thử thách phân thưởng dành cho bộ gái xuất sắc nhất 30 triệu cho combo du lịch trên ứng dụng đặt phòng khách sạn Traveloka. Ồ, mình là người đầu tiên. Yeah. Ủa sao không có gì hết trơn vậy ta? Mai cũng tham gia rất nhiều show thực tế rồi, thì mình cũng được tham quan rất là nhiều ngôi nhà đẹp rồi. Và đây là một trong những ngôi nhà mà mình cũng thấy rất là đẹp và tiện nghi. Chỉ có một cái khác đó là những ngôi nhà mai tới nó có rất nhiều đồ ăn. Còn ngôi nhà này thì khác, không có đồ ăn, chỉ có hai chai nước, 5 cái ly, 5 cái chén, bộ dao với lại gia vị. Thì không biết là mình sẽ sinh hoạt trong nhà này 24 tiếng thì như thế nào, ăn uống ra sao. Mới có một mình mà. Mới có mình Mai à. Chơi Mie. Tên là Mie. Hồi có đi học múa ở trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Trường lớp. Ủa trường lớp luôn hả? Vì cái đợt đó mà học chỉ có 2 tuần xong mà nghỉ mà đi thi. Ủa 2 tuần hả? Ủa 2 tuần hả? Lâu ngày gặp Hù vui trời. Thấy Hù chị chứ, chị nghe bất ngờ. Thank you.
bốn người rồi, còn người cuối cùng là ai ta? Họ đoán được không? Diễn viên người mẫu, DJ, ca sĩ à? Có khi nào là đầu bếp không? Em chờ đầu bếp không, em đói lắm ca sĩ. Biết chờ đón ai rồi? Ai? Người ngoài hành tinh. Đâu? Em hả? Cá tính hả? Chắc cả thế giới này đều biết, cả nhân loại đều biết. Em chưa biết. Nói đi. Nói tới đây là biết luôn từ gì luôn rồi. Má. Mình chỉ nói mình biết thôi, cũng đợi chủ nói ra mà. Biết được rồi, chắc khán giả cũng biết rồi, thôi thôi. Nói đi, ai mà không biết, giờ nói ra cũng sao ra đâu. Không biết không, biết không. Có thể bị được, phải là được chứ. Phải là, trời ơi, tính gì khùng lắm em. Thôi mình phải tự tin lên, Nhưng mà lần đầu tiên Mai nghe một người giới thiệu tính cách của mình, người ta nói mình khùng rồi. Lần đầu tiên luôn. Nói nó khùng lạ mà, tính cách khùng lạ. Em thì sao ta? Lúc này lúc kia, tại vì là song tử. Lúc thì vui ơi là vui, một giây sau buồn thiêu à, không nói chuyện ha, kiểu vậy. Kiểu song tử có hai mặt cái lúc nào đang vui 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 vậy cái đó sao? Rồi, chính là chào mừng các bạn đến với căn nhà của những cô nàng năng động. Từ bây giờ, chúng tôi sẽ khóa cửa căn hộ và các bạn sẽ ở trong căn hộ này 24 tiếng, không được rời nhau cùng thực hiện các nhiệm vụ mà chương trình giao cho. Nếu hoàn thành, các bạn sẽ nhận được một số kim cương sau mỗi nhiệm vụ. Nhưng mỗi lần các bạn mâu thuẫn hay tranh cãi, chúng tôi sẽ bỏ một hạt đậu. 24 giờ tiếp theo, chúng ta sẽ đến một vùng quê. Kết thúc 48 giờ, nếu số kim cương nhiều hơn số hạt đậu, các bạn sẽ nhận một phần thưởng là một chuyến du lịch cùng nhau. Ngoài ra, cô gái nào được bình chọn xuất sắc nhất sẽ được một phần thưởng riêng. Chỉ giá 30 triệu đồng từ nhà tài trợ là Traveloka. Bây giờ các bạn hãy bầu ra một leader để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của chương trình. Và cứ 2 tiếng chúng ta sẽ đổi leader một lần. Là chuyện bán hàng online, chương trình sẽ cấp cho 5 người vốn bằng một số các sản phẩm. Trong thời gian giới hạn, 5 cô gái sẽ phải sử dụng vốn để khởi nghiệp ra chuyện bán hàng, kiếm tiền gây quỹ cho cả đội sử dụng, chi tiêu trong 2 ngày, hoàn thành được một viên kim cương, thời gian là 60 phút. Lưu ý các bạn phải nhận được tiền mặt và không được ra khỏi nhà. Ôi giời, quá đơn giản. Gọi điện về nhà đi đã, bảo mọi người mua dùng. Vâng, và sau đây em xin được thông báo với quý vị là em sẽ là leader ha. Leader yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm nộp hết tất cả tiền bạc dùng dành cho báo những vật quý giá nhất vô đây. Vậy mà nó cũng nghĩ ra được luôn á. Là giống vàng là điện thoại luôn hả? Điện thoại có thiệt không ạ? Thay đồ ra luôn cũng được. Rồi! Hết hồn. Tất cả em là, bởi vì em là leader cho nên em có quyền giúp ra. Tại vì em không biết đây là phản hay là lộn. Là tưởng là phản. Bởi vì mọi người sao mà hình như bị tăng động sao á, leader. Lẹ đi mày ơi, tiếng nữa hết môi tới rồi. Mọi người đã nằm trong tay của tôi kiểm soát rồi. Biết sự lãnh đạo và chỉ huy của tôi. Mọi người phải định đợi. Mọi người phải làm theo tôi. Thôi giờ vậy đi, em nghĩ cái gì mà chân thật nó sẽ xuất phát từ trái tim. Cho nên là mọi người cứ đứng vòng dây ở ngoài. Em vô muốn làm cùng làm đi, em bán xong em bán đủ. Em bán nha, đuổi mình ra ngoài đi. Em bán đủ rồi. Rồi mọi người đi vô. 60 phút bắt đầu. 60 phút bắt đầu. Vẫn chưa ai coi. Trời, phải có người coi mới bán được chứ. Dạ, đi chị. Hello mọi người, mình chào rồi. Xin chào mọi người. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, mọi
mọi người ơi, em thật sự thì em đang tham gia chương trình là những cô nàng năng động á. Thì thật ra thì đây cũng là một cái thử thách nhỏ nhỏ mà thôi. Nhưng mà nếu em hoàn thành thử thách á thì năm chị em chúng em sẽ có cơm ăn gáo ạ. Nếu không mọi người không mua thì chắc là tụi em sẽ nhịn ở tụi. Ủa Cam vô rồi hả? Chưa, bình tĩnh. Phải im lặng mọi người mới nghe được. Ai có ai coi thì bấm comment phía dưới để cho em biết, là để em biết tin bắn. Chứ không thấy comment hết em béo à. Hiện tại Mai, Dung Nha, Nam Em, Châu Bùi, chị Trương Nhi và DJ Mie đang tham gia chương trình Những Cô Nàng Năng Động. Chúng mình đang phải trải qua một thử thách, đó là bán hàng livestream trong vòng 1 tiếng. Giá rất là ok luôn. Đặc biệt là công dụng của nó cực kỳ rất là đây mọi người, nếu như mà mọi người muốn trắng như Mie thì mọi người hãy sử dụng cái lọ này. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu từng sản phẩm trước nha. Trước tiên đây là hai sản phẩm về facial cream. Gồm cái hộp này là một cái hộp dạng làm trắng da. Bác các bạn chỉ cần sử dụng sau 28 ngày thôi là các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó, trắng da lên từ từ. Và đặc biệt cái này nó sẽ chống tàn nhang, khô da, nói chung là nó sẽ làm trắng những cái vết thâm cũng như là những cái tàn nhang của bạn lên từ từ, làm các bạn sáng da. Mình sẽ thử xíu lên tay đi nghe ha. Thử xíu lên tay đi. Nha mọi người thấy không? Mọi người đó. Đánh kem nha mọi người. Bổ vào mặt nó là cái dạng là đây là đánh kem chuyên nghiệp nè. Ok chuyên nghiệp nè. Thơm nè. Nó là dạng thơm trắng thơm vậy thì các bạn nếu mà các bạn đánh lên á thì các bạn sẽ thay thế được luôn cái cream của mình. Thì nó sẽ làm trắng da lên luôn. Mà cái này nó không có bị giống như kem khác. Sau chương trình em sẽ mua hết tất cả những sản phẩm này, nhưng mà bây giờ tụi em bị tịch thu tiền đó mọi người. Đúng biết. Tụi em bị tịch thu tiền nên nó mới em mua rồi chứ em muốn nói nhờ chung mua gì mê đâu. Cái hộp này nó rất là nhiều. Thì sau khi mọi người mua thì mọi người em sẽ cho ráp giao tới mọi người. Và đặc biệt là nếu mà bán được hết sản phẩm này thì chúng tôi sẽ có một số vốn để có thể mua được ăn trong trưa nay, không mua là đói. Cái vấn đề bây giờ không phải là hộp kem nữa, mà là lương thực của tụi em. Đây, tụi em mà không bán được là tụi em sẽ chết đói á. Chuyển là Nam Em. Em đang cần gấp lắm. Ủa em mua luôn hả Nam Em? Trời đất ơi. Không, bây giờ em chắc chắn với mọi người là em sẽ mua cái này. Tại vì em mua rồi nhưng mà em chưa có tiền. Người thấy comment em chưa, em mua rồi đó. Nhưng mà vấn đề em chưa không có tiền. Bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người phương pháp để mà lấy cái này bằng cách là người chạy tới Landmark 4, xong sẽ có người xuống giao đồ cho mọi người, xong em nhận tiền. Đây là đồ, đây là tiền á. Dạ em đang cần tiền à. Chị cấm tú hồ, chị mua giúp em một kem vui. Hộp này có 1.2 à, mua giùm em đi, mấy ngày mai em bị đói chứ, ngày mai em chết đâu. Mua giùm em chiều rồi. Đấy, em ở dưới, em sẽ đem chút cho chị. Chị đi luôn hả? Chị ao rồi kìa, em vừa thấy ghi chị ao rồi. Em bán hàng sao mà chị chị bảo chị mua chị ao ra luôn kìa. Rồi, trời ơi. Em chết rồi, chờ fail quá. Em đang ở nhà không? Anh mở cái túi em ra lấy tiền. Mua hàng của em cái. Em để tiền ở trong đấy, anh mua hết hàng của em cái. Em đói lắm rồi ý. Mua luôn nhá. Thiệt chứ vẫn cũng xin đảo tạc rồi nè. Alo em nghe. Anh ơi em đi tới đâu rồi anh? Em đang tới rồi, chắc khoảng 10 phút nữa em tới lên mắt 4 rồi. 10 phút nữa tới lên mắt 4 là có 4 triệu cho em mà vô không anh? Đúng rồi. Rồi ok anh. Rồi cảm ơn mọi người đã xem live stream một chút. Rồi cảm ơn mọi người đã xem live stream nha. Cảm ơn mọi người. Đã giúp đỡ đâu chị em. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Tôi cần phép. Khi chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị Mai ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời,
ngàn vị ngọt trên đôi môi. Anh chị ơi, phải có người bấm cửa anh mới được lên. Anh bấm lại giùm em đi. Em quên. Ok. Cười bò thì chứ. Cười Cười chắc sảng quá. Chán thật chứ. Để kiện đã cho nãy vậy nè. Nghe bấm chuông cái ra mở cửa. Ủa, không ai vậy? Sao có tiền chưa? Có mở thang máy đâu mà mở. Là sao? Cần cái chưa có tiền đúng không? Hả? Là chưa. Đâu mà có tiền vậy cha chứ. Tội nghiệp biết đời quá. Có tiền. Ủa vậy không có tiền hả? Chưa, bạn chưa. Bạn chưa có tiền nhà mà. Gắng ơi em ơi, là biết đời có 2 tiếng à. Hết 1 tiếng rồi, còn 1 tiếng nữa cố lên. Cái số rồi phải chịu. Tần. Tự chơi mình. Trời. Cảm ơn anh. Chắc mắc nợ em kiếp trước hả? Ủa, mua kiến mới hả? Dạ, mua kiến mới. Để em đưa tiền lại cho anh nha. Thôi. Thì sao, hôi tặng luôn hả? Chà, chết à. Trời, có ngàn thôi tặng ngàn đi. Cảm ơn. Thành cha Mamita. Xin gửi mọi người. Tiền mãi cho 1.000 Thương quá à, đại đi. Trời, thương quá à. Thương quá à. Thương quá à. Wow. Đến giờ chúng ta không uổng phí công sức nha. Rồi, kết quỷ đi tới. Chết bia. Chết bia. Trời ơi, chết bia luôn. Sao có dư 1.000 ta? Xin đó. Ủa sao có dư 1.000 vậy? Sao trên đường ta đi 1.000 này là 1.000 kỷ vật đó. Em sẽ giữ lại. Rồi, đây nè, Victor đứng lên nhận kim cương nè. Dòng này Victor nhận đi. Cảm ơn. Viên kim cương. Viên kim cương này gian nan. Viên kim cương này tới 4 triệu lên mình. À, 4 triệu là phải để cho cả ngày hả? Cả 2 ngày. 2 ngày hả? Đúng rồi. Cho nên mình phải chia cái tiền này ra. Ví dụ như là bữa ăn này mình sẽ ăn trong vòng bao nhiêu? 600 chẳng hạn. 500.000 thì không đủ mua. 5 món. 5 món. Ăn gì dữ vậy? Tại vì mua tinh ít nhất này. Bây giờ nếu mà của ngày hôm nay là cho là 800 đi. Cho cái bữa ăn ngày hôm nay đi. Rất một món thì mình bỏ lại. Okay. Hiểu không? Bây giờ mình cứ để 800 cho cái bữa ăn này trước đi. Okay. Bây giờ mình sẽ mua cái gì? Bây giờ mình sẽ nấu gì? Ok, bây giờ mỗi người chọn một món đi. Giờ về nè, mua rau, về luộc, chấm nước tương ăn hết. Mình ở đây mà mình quên cái vụ mình xin số điện thoại nhá. Ừ. Trời ơi, nãy giờ là cầu cứu bao nhiêu đây người á hả? Nhiều lắm luôn rồi đó, khổ quá. Mắc nợ chương trình đó. Để gọi coi ai giúp mình được ta. Chỉ có một người giúp mình được thôi. Hồi hộp chờ đợi. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp do thuê bao quý khách vực. Ok, quý khách nha. Mua đại này đi, không có nhiêu tiền đâu. 4 triệu lần mà mình ăn 1 triệu một buổi tối là bình thường mà. Các bạn cứ ăn hết đi, tiền của Nam Em mà. À, em ơi, mình bây giờ chị muốn order một số món để nấu ăn á. Em nốt. Chị đọc đi. Ok, bây giờ cho chị mua nửa ký gạo trước nha. Em lại chỉ có gạo 1 cân với 5 cân thôi. Gì? Nhiều quá vậy? 1 cân hả? 1 cân thôi. 2 cân với 5 cân. À, lấy luôn 2 cân đi. Lấy 2 cân đi em. Bây giờ lấy cánh gà, lấy cho chị một vỉ cánh gà. Không, để em 6 cánh á. 6 cánh gà rồi ạ. Rồi, cho chị một cái lót trứng gà. Trứng gà ta nha. Trứng gà ta rồi ạ. Ok, lấy cho chị cà chua. Cà chua khoảng tầm 5 trái. Một túi. Sườn non lấy 300g. Lấy bò 200g giùm chị.
bò thì ăn bò ốc hay là bò bí ẩn? Giá như thế nào em? Ờ, đây nhà em chỉ còn đúng hơn là đùi bò thôi. Ừ, thôi lấy cái này cho em. Ờ, ngò gai này, ngò gai. Ngò gai rồi, ok. Ok, cho cái cá hồi. Cá hồi một vị đúng không? Ừ, đúng rồi. Em bà này cho đường bột ngọt. À, đường một túi đúng không? Đúng rồi, bột nêm nha, bột nêm. Bột nêm nấu canh ấy, ăn ngon ấy. Cho em mượn nói chuyện chỉ xíu. Ờ, để cho em một chút ạ. Chị ơi, chị có lấy hoa quả gì không hay sữa chua gì không? Đây cho em hoa quả thì ăn gì mọi người? Mình có món gì mới chị mới gọt á, gì mà tươi á? À, có món mít này, có cam canh này, có xoài. Xoài đi. Xoài nha, xoài chín à? Có xoài xanh không? À, xoài xanh nhé. Xoài keo, xoài keo. Xoài xanh nha, thế cho hai quả xoài cân, ôi xoài xanh nha. Ba đi. Xoài xanh là em bọt luôn đấy chị nha. Ui dồi ôi, thôi thế thì tốt quá. Này, em bảo em bị đau cái em bị đau cái cổ quá, chị có thể nhờ ai mua giùm em viên Estragon 500 được không? Chờ em xíu nhé. Ồ, ok, chị bán hàng sale tốt quá, tuyệt vời. Chị ơi, chị ở Landmark nào chị? Landmark 4, sao liền cho chị nhá, gấp lắm, chị đói lắm rồi. Vâng, rồi, cảm ơn nhá. Bao tiền, chị ơi, bao tiền. Chị Nam Em có rất là nhiều tiếng ồn, quá gây ảnh hưởng đến người khác. Rồi, mua cái cháo bà con ơi. Em hơi bị khó chịu thôi, chắc là do em lớn quá đó. Bảo đàn chị sẽ bắt làm một chút. Chị Nam Em. Hả? Chị làm luôn đi. Một chút thôi thì nó sẽ vui, nó sẽ hay. Anh muốn yêu em không? Tăng. Anh còn phải chờ bao lâu nữa nha?